Xin chào anh chị và các bạn. À, bữa nay em sẽ chia sẻ một cách pha nước chấm rất là đặc biệt để anh chị có thể chấm được rất là nhiều món như là gỏi cuốn nè, thịt luộc, thịt bê, tất cả các loại cá hấp nè, cá nướng và cá chiên xù. Để có một chén nước chấm ngon thì anh chị cần có một cái công thức chuẩn và một cách pha đúng. À, thì hôm nay em sẽ chia sẻ thật là chi tiết để anh chị làm được chén mắm nêm thật là ngon và đậm đà. Thì em mời anh chị và các bạn cùng vào bếp để chúng ta cùng làm. Đây là phần nguyên liệu để làm nước chấm mắm nêm Thì phần nguyên liệu cũng rất là đơn giản thôi anh chị Thì gồm có là 100g mắm nêm Em dùng hiệu mắm nêm chung vị này nè Là mắm nêm chưa có pha à, Anh chị dùng hiệu khác cũng được nha Và gia vị như là tương ớt nè Rồi đường, bột ngọt, hai quả ớt Và một củ tỏi nhỏ Nửa quả chanh, một quả khóm và bây giờ em sẽ đi bầm tỏi ớt ra một củ tỏi mình đã bóc vỏ xong rồi và đây là hai quả ớt nên anh chị thích ăn cay nhiều thì mình cho thêm ớt nha Tỏi này mình nên đập cho nó dập ra để cho tiết ra tinh dầu à, Mình đập dập rồi mình bầm thiệt nhuyễn luôn ớt cũng vậy nữa mình bầm nhuyễn ra à, Nếu anh chị có máy xay đó thì mình cho vào máy mình xay cho nó nhanh Hoặc là mình có thể cho vào trong cối mình giả nhuyễn cũng được Tỏi ớt đã được bầm nhuyễn rồi thì bây giờ mình đi cắt khóm luôn Khóm này mình dùng một quả khóm này là 600g Mình cắt đi bỏ cái phần đầu và cái phần đuôi đi nha rồi mình chẻ đôi mình bỏ cái cùi luôn khóm này thì ở miền bắc còn gọi là quả dứa đó các bạn quả dứa hoặc là mình dùng quả thơm cũng được khóm này thì mình nên chọn cái quả khóm mà nó chín vừa thôi đừng có chín quá nha chín quá thì nó sẽ bị sơ còn mà sống quá thì nó sẽ bị chua nó không ngọt và nó không có mùi thơm anh chị chọn quả khóm vừa chín đến để nó có vừa vị ngọt và vừa vị thơm luôn khóm mình cắt cùi ra xong thì mình sẽ nạo khóm mình lấy cái mũ mình cào xuống á mình nạo như vậy để cho mình thu được hết cái phần nước khóm và cũng như mình lấy một ít cái phần thịt khóm mà nó không có bị sơ mà nó lại mềm nữa thì anh chị mà mua khóm mà người ta gọt sẵn rồi đó mang về anh chị xay ra nha xay ra cho nó mềm mình nạo cho nó đến cái phần mình đụng tới cái phần đen đen này được rồi à, khóm nạo xong rồi bây giờ em sẽ múc lên cho anh chị thấy nè khóm khi mình nạo ra thì cái phần nước nó sẽ nhiều hơn là cái phần cái nha Còn mình bầm thì cái phần cái nó rất là nhiều Và cái nước này nó chảy ra nó sẽ mắc nước Nó sẽ không có ngon bằng là mình nạo Rồi khóm bào xong rồi Thì bây giờ tiếp tục đi nấu mắm nêm Em cho hết tỏi ớt vào trong cái chảo nè Để em xào thơm lên à, Xào không dầu nha Đừng có xào dầu Mình cho dầu và mình xào là cái mắm nêm mình bảo quản không được lâu Mình chỉ xào sơ để cho tỏi ớt này nó dậy lên cái mùi thơm là được mình xào sơ lên tỏi ớt nó đã dậy mùi thơm rồi thì mình cho khóm vào khóm này là à, 600 g ban đầu đó thì mình nạo ra được là hơn 200 g chút thì tính như là hai trăm rưỡi gram đi ha rồi mình cũng xào cho cái khóm này nó vừa thơm lên và nó hơi trong nhẹ như vậy là được rồi nè xào lên như vậy để cho khóm nó mềm rồi mình cho vào đây là 100 g mắm nêm chung vị 100 g là tầm khoảng là gần nửa chai anh chị lỡ cho nửa chai vào cũng được thì nó hơi đậm đà một tí xíu với 100 g mắm nêm thì mình dùng 250 g nước, sử dụng nước luộc thịt để cho nó ngon hơn nha. Không có nước luộc thịt thì sử dụng nước bình thường. Và 100 g mắm nêm thì mình dùng 100 g đường. À, nếu anh chị nào thích ít ngọt thì mình dùng 80 g đường thôi. Và một muỗng canh tương ớt là 20 g tương ớt. Nấu mắm nêm mình nhớ cho thêm tương ớt vào để cho vừa tạo độ sánh mà cái mắm nêm mình có cái vị ngon tăng thêm cái vị ngon đó. Khi mình ăn cảm giác nó the nhẹ, nó cảm giác nó ngon lắm anh chị. Khi nấu này thì mình để ý một tí xíu, mình thấy mắm nêm nó vừa sôi lên như vậy thì mình tắt bếp được rồi. Mình nấu cho mắm nêm sôi lên để mắm nêm mình bảo quản được lâu. Và mình cho thêm tí xíu bột ngọt nữa để cho cái mắm nêm mình đậm đà. Và cho bột ngọt vào xong thì mình tắt bếp luôn. Tắt bếp xong rồi thì mình sẽ cho thêm một muỗng cà phê nước cốt chanh vào trong này. Một muỗng cà phê này là 6 gram nước cốt chanh là 20g chanh còn vỏ đó. Mình vắt nước ra được khoảng một muỗng cà phê nước cốt chanh. Đó như vậy là mắm nêm mình đã xong rồi nè anh chị Thì mới nấu xong thì nó hơi lỏng một tí xíu Mình để nguội thì nó sẽ đặc hơn Thì cái màu mắm nêm này đậm hay nhạt là còn phụ thuộc vào cái hiệu mắm nêm mà anh chị sử dụng nữa Thì mắm nêm pha sẵn thì nó màu sẽ tươi hơn Còn mắm nêm nguyên chất thì màu nó sẽ hơi đậm hơn nha Và em nêm nếm lại thử thì em cảm nhận cái vị ngọt, vị mặn như vậy là vừa rồi Và nó có vị chua chua nhẹ nếu anh chị ăn bún mắm nêm thì nên cho thêm nước để cho nó nhạt hơn một tí nha Còn chấm thì như vậy là vừa rồi Mắm nêm em đã nấu xong và để nguội rồi Thì hôm nay em có chuẩn bị ăn kèm đó là bê luộc nè Rồi thịt luộc và gỏi cuốn Ngoài ra thì anh chị có thể ăn là cá hấp như là cá nục hấp keo găm Cá lóc hấp bầu, à, cá tây tượng chiên xù hoặc một số loại cá nướng Rồi mình ăn bún mắm nêm cũng ngon nha Rồi đây mình sẽ lấy gỏi cuốn mình chấm À, video sau thì Phượng sẽ chia sẻ cách làm gỏi cuốn và cái cách pha tương để ăn gỏi cuốn à, Sao cho nó ngon và đậm đà để anh chị có thể hoàn thiện một món gỏi cuốn vừa có mắm nêm và có tương chấm ngất ngon luôn à, Khi mình ăn thì mình sẽ cảm nhận được cái vị à, mắm nêm nó đậm đà, nó ngon và nó thơm đó anh chị à, Cái vị nó ngọt ngọt, chua chua nhẹ và có cái vị à, cay cay nhẹ và cái vị cái mắm nêm này rất là thanh mình chỉ dùng tỏi ớt thôi thì mình ăn cảm giác nó thanh hơn là mình dùng xả thì, thì thuộc cho anh chị có thể cho thêm xả hoặc không nha nên theo phượng thì phượng cảm nhận thì khỏi cần cho xả vào thì cái mắm nêm mình cũng đã ngon rồi và nhớ là mình pha mắm nêm thì mình nên sử dụng cái mắm nêm mà nguyên chắc thì sẽ ngon hơn là mắm nêm pha sẵn cách làm mắm nêm này thì cũng nhanh gọn và vẫn thấy cũng rất là dễ làm anh chị chỉ cần xem qua là làm được ngay như vậy thì video này đến đây thì em đã chia sẻ xong cái cách pha mắm nêm rồi thì em cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn đã dành thời gian xem hết video này và hẹn gặp lại cô chú anh chị em và các bạn trong video sau của món gỏi cuốn